Hello anh em, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10. Mấy ngày trước thì mình cũng đã tặng cho người yêu mình một cái món quà sớm, đó là một chiếc iPhone 14 Pro Max. Nên là ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10, mình cũng muốn tặng thêm cho người yêu mình một cái món quà nho nhỏ. Người yêu mình thì vào những ngày lễ thì thích nhất là được tặng hoa. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mình cũng đã chuẩn bị một bó hoa. Đây, một bó hoa và 2 ly trà sữa. Đấy, người yêu mình thì lại cực kỳ thích uống trà sữa. Đấy, nên là mình quyết định mua thêm 2 ly trà sữa cho người yêu mình. Giờ thì lên xem phản ứng của người yêu mình như thế nào nhá anh em. Nghe như vậy yêu. Vài ngày trước thì người yêu mình có đi spa trị mụn ấy. Nên là bây giờ mặt mũi các thứ là đỏ sưng hết lên. Không muốn đi đâu cả, không muốn gặp mình luôn. Thế là mình quyết định hôm nay tạo một cái bất ngờ nho nhỏ. Đó là mua hoa với trà sữa qua. Trà sữa. Đấy, anh em trông kìa, ôm mặt gọi là cảm động các thứ đồ, nhưng mà không phải đâu anh em ơi. Người yêu mình mới đi nặng mụn xong, bây giờ mặt đỏ hết nên là phải che, không dám cho anh mọi người thấy đâu, sợ xấu. Không dám. Không dám. Không. Không xấu. Vui không? Nó hả? Nhà sạch chứ nhỉ? À. Nhà sạch chứ nhỉ? Đó. Biết cầm nhiêu qua sao nhà sạch chứ nhỉ? Biết nào, qua vợ chọn mà. Anh biết anh qua. Kêu thì... bảo anh đừng qua cơ mà. Kêu thì anh. Kêu nè. Ôi mua hoa đâu đẹp vậy? Đố biết đây. Hoa giả hả? Hoa giả. Hoa giả. Hoa sáp. Là... à. Ở đâu mà nào vậy? Đố biết đấy. Để anh xem ở đây này, nó có cái thiệp ở đây chứ hả? Cái thiệp của anh đâu? Đây. Nó thiệp nói gì xem nào. Chúc vợ yêu của anh luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc. Tí anh chuyển cho 100 triệu nha. Được. Úi trời, đâu ra 100 triệu vậy? Có mà. Đấy, đấy, đấy. Chứ không có qua mà giờ sướng phở như con dở hơi. Hôm nay là mình xuống lấy hải sản của người ta giao anh em ạ. Đoạn này thì người yêu mình vẫn chưa biết là mình xuống lấy cái gì, tại vì mình chỉ khoe với người yêu mình là còn một bất ngờ nữa. Người yêu mình thì cực kỳ thích ăn hải sản, nhất là cua. Cho nên hôm nay mình có mua cua với mua tôm hùm với ốc hương về.
mình mong là những cái thứ nhỏ nhoi này của mình có thể làm cho người yêu mình vui. Vì đối với mình chỉ cần người yêu vui là mình hạnh phúc lắm rồi anh em ạ. Hiện tại thì mình cảm thấy khá là vui anh em ạ. Vì từ lúc mình qua đến giờ thì người yêu mình cười rất là nhiều, chứng tỏ là người yêu mình thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip này nha. 20 tháng 10 mình chúc tất cả chị em phụ nữ có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình cũng như người thân nhá. Còn bây giờ thì bye bye, bọn mình bận yêu nhau đây. Somebody like